Đàn chó con Bắc Hà Sù giá rẻ, hai con vàng cháy rất đẹp à, và một con màu vẹn. Con màu vẹn này sẽ rẻ hơn là hai con vàng. Em vàng này là em cái này. Đây. Rồi, còn hai em này là hai em đực, màu vẹn và vàng mặt nạ đen, là hai em đực. Lông rất là dày. Đang chưa quen chỗ đấy, nên là chưa gì đấy. Rồi, bắt đầu quen, bắt đầu đi lại, bắt đầu gọi là độ nghịch. Em đực vẹn thì nó to hơn một tí. Đó. À, có bạn hỏi con sù Bắc Hà giá rẻ thì xem đàn này. Mặt thì rất đẹp luôn. Nhưng con vẹn là mặt nó sẫm màu hơn cho nên nhìn nó hơi khó nhìn. À. Đó. Đó. Mặt đẹp. Lông đuôi, nhìn cái lông của chúng nó bây giờ thì có thể xác định là về sau lông của chúng nó sẽ rất là xù. Đây. Ba con. Nhưng sao người nó hơi ướt người ấy nhỉ, nghịch nước à? Nó vầy nhau, nó khô rồi. Em vàng cái và em vàng đực này thì là lớn lên là sẽ là vàng cháy. Đàn này thì con mẹ là một con vẹn và con bố là một con màu trắng. Bố Bắc Hà trắng, bố của đàn này là con Kinh. Đó. Thì có một con đẻ ra là có một con giống mẹ. Thằng mặt nạ đen này có vẻ độ đề phòng cao này. Hai thằng kia nó chạy lăng xăng nó chơi rồi, thằng này vẫn ngồi im. Mặt nạ đen này là thằng đực. Thằng vẹn này là thằng đực. Đây. Còn con vàng kia là con cái, còn vàng cái bé hơn một tí. Đây, vàng cái này. Thanh niên này, dậy chơi đi. Đi chơi cùng chúng nó đi. Em đi lại nào, đứng dậy đi. Ai lại cứ nằm yên đấy làm gì? À. Thằng ấy ướt nhất. À, đất đây, chỗ này là cái chỗ sau sẽ cho bọn chó con ra đây. Đây sẽ là cái chỗ chơi của bọn chó con này. Một nửa nền và một nửa là để cỏ. Cỏ là phải cỏ dày chứ, nếu mà cỏ thưa như ở đoạn này là khả năng sẽ bị đào này. Đây. Phải đánh mấy cái chỗ cỏ dày kia chuyển vào trong này. Ừ. Đó, quay ba con Bắc Hà Sù ở mức giá rẻ để mọi người quan tâm đến coi con thích nuôi con Bắc Hà trong nhà. Mà cái kinh phí nó có hạn thì có thể lựa chọn ở đàn này. Còn cái con Bắc Hà trắng là có một đàn Bắc Hà trắng, nhưng Bắc Hà trắng thì cái giá của nó các đàn nó không có chênh lệch nhau nhiều. Nếu mà chó đẹp thì nó đều Bắc Hà trắng nó đều ở mức 7 8 triệu. Như cái đàn này thì con vẹn này sẽ bán, con đực vẹn này sẽ bán 2 triệu rưỡi này. Còn hai con kia thì sẽ bán 3 triệu rưỡi. Rất rất có gọi là tỉa cỏ hộ anh ấy à, chứ không phải rất để ăn, rất để tỉa để ăn. Thằng mặt nạ đen kia nó đã bắt đầu di chuyển. Đây là lần đầu tiên cho chúng nó ra bên ngoài, bình thường là chỉ nuôi chỉ ở trong chuồng, cho ở trong khu chuồng thôi.
lần đầu tiên ra ngoài như thế có thể thấy được là cái tính cách của thằng mõm đen kia, cái thằng mặt nạ đen kia, là nó tính cách của nó độ đề phòng nó cao hơn, nó cần một thời gian dài hơn để nó cảm thấy an toàn ở cái chỗ mới thì nó mới di chuyển. Ừ. Cái này đẹp này. Có nhiều người thì với cái con chó này, có nhiều người thì nói về cái câu chuyện là đốm đuôi với lại đốm đầu. Thì mọi người phải tìm hiểu thêm về cái đốm đầu và đốm đuôi nha. Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt. Đấy là cái kinh nghiệm chọn trâu của các cụ chứ không phải kinh nghiệm chọn chó. Chọn trâu thì nó có đốm, có những cái kinh nghiệm này tương tự này. Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt này. Tam tinh khóa sọ thì chừa này. Đốm đuôi nát chủ thì đưa vào nồi. Đấy, tam tinh khóa sọ thì chừa. Đốm đuôi nát chủ thì đưa vào nồi. Đấy là chính là cái câu đốm đuôi thì thịt và đốm đầu thì nuôi đấy. Nó chính là một cái phiên bản ngắn của cái kinh nghiệm chọn trâu. Tam tinh khóa sọ thì chừa mà đốm đuôi nát chủ thì đưa vào nồi. Những con trâu mà nó có những cái tính như thế là tam tinh khóa sọ, hay là có ba cái khoáy ở trên đầu, hay là đốm đuôi nát chủ, là những con nó có cái đặc điểm như thế. Con trâu thì tính cách của nó rất là bướng, nó khó thuần, có thể gặp những con trâu đấy ở trâu trọi, có lẽ là có. Còn trâu cày thì người ta sẽ tránh những con đấy ra, chứ nó không phải là kinh nghiệm chọn chó nhá. Chả hiểu sao mà nó lại lan sang đến chọn chó, cứ đốm đuôi thì thịt, thèm thịt quá vậy. Có những cái giống chó ở trên thế giới, có những giống chó mà hầu hết con nào cũng đốm đuôi, nhưng nó lại là nằm trong những giống chó khôn nhất ở trên thế giới. Giả sử như giống Collie chẳng hạn, hầu như là con chó nó đều đốm đuôi. Nên là cái đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt thì mọi người bỏ đi nhá. Nếu mà ai mà dùng nó để chọn chó là bỏ đi. Cái đấy là nó không phải để chọn chó đâu, cái đấy là nó là kinh nghiệm chọn trâu. Chọn chó thì có thạch sùng bá mức, tứ túc mai hoa, cổ đeo vành ngà. Ấy là một cái tướng chó, hay là tướng chó bốn mắt, tướng chó dư của, hay là nhất bạch nhị vàng, tam khoang tứ đốm. Đó, đó là lý do tại sao mà bán cái con màu vẹn này rẻ hơn là cái con màu vàng. Nhất bạch nhị vàng, con chó màu trắng thì giá nó cao. Nó tất nhiên là nó phải trắng toát. Thứ nhì là con chó màu vàng, nhìn nó sẽ rất là sang chó. Con chó màu vàng nuôi vào cảm giác là vào nhà cảm giác nó có sinh khí. Tam khoang tứ đốm. Giả sử như là con màu vẹn này thì có thể xếp nó vào là con đốm. Người ta gọi là vằn vẹn. Nhưng mà nếu mà xếp màu chó thì nó xếp vào là con đốm, con màu đốm. Nó không phải màu khoang. Màu khoang là nó phải là từng cái mảng khoang một, tức là nó ít ít chấm. Màu khoang thì thường gặp là chó trắng khoang vàng, chó vàng khoang trắng. Bọn nhóc này thì lịch là 10 ngày nữa sẽ đón chó được, 5 ngày nữa sẽ tiêm vaccine phòng bệnh. Hôm nay là ngày tẩy giun, tẩy giun xong 5 ngày thì sẽ tiêm vaccine. Vaccine thì có sẵn ở trong tủ rồi. Bọn này lớn lên đấy thì nó sẽ là một cái con chó to ở trong giống chó ta. Theo như cân nặng của con bố con mẹ thì bọn này lớn lên nó sẽ nằm ở trong khoảng từ 20 đến khoảng tầm con đực có thể nó lên đến 27 28 cân. Con cái thì có lẽ khoảng tầm 20 cân. Cân của con bố con mẹ nó là như thế, con mẹ nó khoảng tầm 20 21 cân gì đấy. Con bố thì cao to khoảng tầm 26 cân. Vì mình nuôi chó mình không để con chó nó béo. Thế cùng một cái khung đấy thì có thể nó ngoài 30 cân nếu mà cho con chó nó béo. Nhưng con chó nuôi là nó phải là thắt bụng.
đi lại phải nhanh nhẹn. Tức là về sau nếu nuôi chó gia đình mà bình thường thì sẽ như thế. Còn những cái người nuôi mà ít thả và cho ăn theo kiểu này kia và vào cái con chó nó ít vận động thì nó sẽ ra con chó béo. Còn bình thường nếu thả cho nó vận động thì chúng nó không béo đâu. Đó, đực vẹn này, cái vàng này, vẫn là hai con di chuyển nhiều, và con mặt nạ đen này. Con này, con mặt nạ đen này thì có thể là nuôi làm con chó trong nhà thì chắc là nó sẽ là cái con mà sủa nhiều. Con chó có độ đề phòng cao. Ra chỗ đất nằm rồi. Mặt nạ đen. Cả ba con mặt đều rất đẹp. Đuôi đều rất bông. Ui giời. Cái vàng này đẹp này. Hôm nay tiết trời âm u. Màu sắc của con chó nhìn trông nó cũng không dậy màu. Ok. Quay ở dưới bụi chuối. Đó, mọi người mà quan tâm đến những cái con mông cộc Bắc Hà, kể cả là những cái con ở cái mức đẹp hay là những cái con ở mức chỉ là cái con chó ta, muốn nuôi con chó ta khôn để nuôi trong nhà thì cứ liên hệ với trại qua số điện thoại 0901 008234, có Zalo. Đợt này thì chó đắt chó rẻ đều có hết, và có nhiều con để bắt ngay cả mông cọc và Bắc Hà. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rất xinh.